Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cô giáo Minh của nhà văn Nguyễn Công Quang. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân phát hành năm 1936 và được đăng trên tiểu thuyết thứ bảy người đọc thái hoàng phi tập năm bàn công tính việc cái tình mình được đổi làm náo đồng cái gia đình sanh ba tuần nằm thở y ạch như người ốm nặng hỏi vĩnh yên là đâu nước có độc không Có đứa nào biết thì bảo tao Mình dịu dàng thưa Bấm me Vĩnh Yên gần Hà Nội lắm Cách nhà có vài mươi cây số Làm gì có nước độc à Sành nói Bấm Cũng bằng từ đây sang Bắc Ninh thôi à Bà vẫn thở Ngày trước thầy đi làm quan đã nhiều tỉnh Mà me chả thấy nghe nói tỉnh Vĩnh Yên bao giờ Nước có lành thật hay không hở cậu sanh ái ngại đáp bẩm nước lành thật à bà lại hỏi hở oanh oanh thưa bấm me thì ông bố lê cũng ở vĩnh Niên đấy ạ à? bà rên ờ nhỉ rồi nghĩ ngợi một chốc bà tức giận ngồi nhẫm dậy nói nhưng sao mới năm mới người ta đã đổi con đi cả nhà yên lặng không ai đáp được câu hỏi khó khăn ấy rồi một lát bà hách dịch gọi xe sắp sửa kéo tao đi xanh ngơ ngác bấm me đi đâu à me không để mợ ấy đổi đi vĩnh yên được me đi kêu Sanh mình và oanh nhìn nhau bà tuần hỏi sở học chính ở chỗ nào con mình sợ hãi nói bấm me Nghị định đã ra rồi Khó lòng nói lại được Sao lại không Mở nó dở vừa chứ Người ta đổi mở đi Tại người ta không biết mở là nàng dâu trưởng Xanh càng Bấm me Nhà nước bổ người làm việc đi chỗ nào Có bao giờ phân biệt trưởng với thứ đâu à Bà Tuần gắt Cậu cũng dở như cam hấp ấy Oanh nói Bấm mẹ thật đấy à Bà Tuần lại gắt có mày nữa Tao sẽ kêu với quan trên rằng Nó là nàng dâu trưởng Mà tao chỉ được có một mình anh cả mày là trai Tao nói cả là Mày sắp đi ở riêng Thì chị mày phải ở gần tao Quanh thẹn can Chết mẹ chớ nói như thế Rồi người ta cười cho đấy Tao không cần Nhà nữ không xét kỹ Chứ thầy ngày xưa Nào là hộ đê Nào là dẹp dặt nào là đốc thuế lúc nào cũng trung thành được ba cái tưởng lục năm cái mề đai thì nay nhà nước đền lại cái công lao thầy là cho mở cả ở lại mới phải mình bấm xanh chết cậu có khuyên me đi không lỡ mẹ đến nói những câu ấy ở trên học chính thì người ta cười cho trên ấy tôi có nhiều người quen lắm xanh vào anh nhìn minh xanh cao mặt hỏi mợ có nhiều người quen đàn ông hay đàn bà những ông giáo làm thơ ký ở đấy ấy mà xanh nhìn vợ ghen tức nhưng bà tuần đã sắm sửa xong bà sai oanh xếp hộp trầu rồi bảo minh mợ cũng mặc áo vào đi với mẹ chẳng lẽ người ta không nể vợ một ông quan hay sao minh ngập ngừng bảo oanh cô không can me me đi thật thì nguy quá oanh vội nói bấm me mình sực nhớ ra mừng rỡ vội thưa a à, bấm me hôm nay chủ nhật trên học chính đóng cửa à bà tuần díu đôi lông mì hỏi chủ nhật thật hay chủ nhật dối hở oanh sao tao nghe như chúng mày không thương tao thì phải oanh nói bấm thật á à? nghĩ ngợi một lát bà bảo được tao cứ vào tô nhà tư càng hay sanh nói bẩm mẹ có biết nhà ông đốc học chính ở đâu mà vào thì là ngoài công đường trong là nhà tư ai lạ gì cậu đừng bắt nạt mình nói bẩm ông ấy ở nhà riêng phố nào con cũng không biết à bà tức quá ngồi phịch xuống ghế gắt đầy tớ um lên chán nản mình vào buồn sắm sửa hành lý quanh xuống bếp dọn cơm một lát bà buồn rầu lắc đầu bảo xanh Mẹ quanh năm ở hiền Tướng gặp lành Ai ngờ cứ phải lo nghĩ mãi Để rồi mẹ đi lễ ở đền Ngọc Sơn Kêu cho nó ở lại vậy Rồi ghé lại gần xanh, Bà hỏi khẽ Hay nó làm sao mà phải đổi Hỡi con Thưa mẹ con không biết Đổi thế là phải gian chức đấy nhỉ Bấm không à Bà Tuần nghĩ ngợi mãi Vẫn có ý ngờ lời nói của con trai rồi chép miệng bà thở dài Dạ còn thầy thì những lúc này Mẹ việc gì phải khó nhọc Thầy chỉ cần nói một tiếng với ông ba đời suy Hay đời loa gì ấy là xong hết Mẹ tức lắm Ra họ không nể cả từ ông quan đại thần Xanh yên lặng một lát bà gọi Mở cả Minh thừa Dạ mợ không phải sắm sửa gì cả không đi mặc kệ mình vừa sợ hãi vừa bực mình bấm me mẹ, mẹ hãy cho phép con lên đó rồi hãy hay mẹ bảo không đi để đến nơi mẹ lên sở học chính nói lại cái đã nhưng mẹ hỏi thật mợ có làm lỗi gì hay không mợ cứ nói cho rõ bấm không ạ à. nếu có thì mời đến nói lại với người ta xóa nghị định đi cho Mẹ không cho phép mở đi một mình Ở nơi non xa nước lạ như thế Mình nín lặng Tức bực đi vào Bà Tuần gắt Mở không nghe me phải không Mình đáp Bẩm me đi làm mà phải đổi Là một sự rất thường Có gì mà me phải ngại à Nhưng mở thì me không để cho phải đổi Mở là nàng dâu trưởng Mình nói nhỏ với sành Không đi thì người ta cách cổ về Bà Tuần nghe thấy mắng Cách thì về không cần Người ta không cho mở ở lại Hà Nội Thì mở ở nhà không đi làm nữa Xem sao nào Đã chết đói đâu mà sợ Mình sợ hãi dịu mặt Nói nhỏ với chồng Cậu có bấm me lại đi không Me mà nóng nảy thì me bắt tôi ở nhà thực Rồi sực nghĩ đến em lãng Cần nàng nuôi đi học Nàng lo lắng lắm Nàng không dám vào buồn sợ mẹ chồng cho là sắm sửa đi Vĩnh Yên thì bà càng quyết liệt nên nàng xuống bếp với anh. Bà Tuần gọi Sanh hất đầu hỏi nhỏ: "Nó đâu? Bấm ở dưới bếp à? Mà mẹ cũng không muốn cho nó đi làm nữa, con à." Sanh đưa hai mắt nhìn xuống đất không đáp. Bà lại nói: "Nó đi làm, chạy có lương, khinh cả mẹ lẫn con." Mẹ thấy cô phán thêm bà bảo nó hay hợm của lắm Nếu xin không được cho nó ở lại Thì mẹ bắt nó ở nhà Bấm mẹ Việc mẹ định lên xin tận trên học chính Con tưởng không nên Sao lại không nên Bấm tại mẹ kể lôi thôi lắm Mặc kệ tôi Tôi cưới nó về làm vợ cậu Nhưng cũng phải làm dâu tôi nữa Con bé còn sắp về nhà chồng Thì nó phải gánh vác công việc nhà này chưa giàu hay là khách Mà hỏi cái gì cũng u u miên miên Mẹ đội đá ở đời Để lo lắng mãi công việc ở nhà này hay sao Xanh cảm động Bấm me Cờ đến tay ai người ấy phất Việc gì mẹ phải nghĩ Bà biểu môi Nhưng chắc có biết cầm cầm đằng nào để phất không Làm thân đàn bà mà tề gia nội trợ Chẳng biết một tí gì cả Đây con xem Cô phán bác cử kim Phúc nhà ta được người con dâu ngoan ngoãn Thế mà cái này Sao mà chỉ thấy nó bướng bỉnh Hỗn láo quen thân Nó là ở nhà không ai dạy bảo Đi học thì đua chị đua em Những cách ăn mặc Bây giờ đi làm Một bước lên bà Chẳng coi ai ra gì Thượng hạ bằng đẳng cả Thấy cảnh nhà ta mẹ buồn quá Một lát bà Tuần nói nhỏ này Mà con nên xem Ý tứ nó kiển thận nha Mẹ thấy nó nói quen nhiều đàn ông lắm đây Xanh tái mặt bà Tuần lại bảo thầm Hình như có đứa nào tên là Nhã Con thử dò xem nha Cắn mồi nghĩ một lát Xanh đáp Hay Nhã là người làm ở sở học chính Thế à Con biết à bẩm me con đoán thế Vì vừa ban nãy nó nói là quen nhiều ông giáo làm thư ký ở đấy thưa sao mẹ lại biết người tên là nhã bà tuần ra dáng thông minh giảng tại một hôm con oanh nghe rõ ràng tiếng nó gọi một người tên là nhã ở ngay trước cửa nhà ta rồi cái người nhã ấy lại đăng báo Sành vẫn ngơ ngác bà tuần tiếp ở cái tờ báo nó vẫn mua ấy mà con mở ra mà xem tao nghi quá nếu thật thì nhà ta đốn đến nơi rồi Sanh căm giận rung lên Ba tuần trợn mắt giận Nhưng cứ lặng lặng mà dò la Thế mày có thấy nó viết thư cho ai bao giờ không? Giữa lúc ấy anh vừa ở bếp lên Oanh hiểu chuyện dài môi ghé đầu vào Thì thào nói Mà có thì người ta nhận thư ở trường Viết thư ở trường Anh con làm gì biết Đấy anh xem nhiều cái bực mình lắm kìa Cả nhà cả họ chả ai bằng lòng cả Ngay một việc đổi này Mẹ thì lo lắng là thế Mà chị ấy cứ chân chân ra Hình như vui vẻ lắm thì phải Bà Tuần nói Ừ Thì chả ở nhà lấy làm khó chịu mà Đổi để khuất đi mà lị Vì vội vàng công việc Quanh lại chạy xuống bếp Hớn hở lắm Xanh thở dài nét mặt đau đớn Bà Tuần nói lúc nào con vợ khám hòm nó xem nhé hễ có gì khá nghi thì lặng lặng giữ lấy rồi xem xét ý tứ nhất là con xem nhã là đứa nào nghe chưa việc này gia không có con em oanh nó tin ý thì còn ai biết nữa thế cho nên bây giờ mẹ nhất định bắt nó ở nhà nhưng ngày trước mẹ hứa cho nhà con một ít lương để nuôi thằng lãng thành ra nếu nhà con không đi làm nữa thì ai nuôi thằng lãng cho Bà Tuần hất đầu Mặc kệ Hai mẹ con yên lặng nghĩ ngợi Bà Tuần lại nói Của chồng là của vợ Mà của vợ cũng là của chồng Lương nó cũng là lương con Mình cho nó được tiêu đồng nào thì cho Chứ quyền nó được đòi à Thế cho nên việc gì Anh rể với nuôi em vợ Bỗng bà ba vào Xanh chào Lại thế mà Bà ba vừa đi vừa hỏi Tôi nghe thấy chị cả đổi đi Vĩnh Yên phải không? Bà Tuần đáp Vâng, cháu phải đổi Thế đã đi chưa? Mời đã khai trường mà Chưa Rồi hất hàm Bà ba nháy mắt khỏi khẽ Bây giờ đâu? Bà Tuần cười trỏ tay vào bếp Bà ba cúi ghé đầu gần bà Tuần và Xanh nói thầm Tại làm sao nó phải đổi? Bác biết không? Không Xanh nói bẩm thím tự nhiên đấy chứ mắt nhìn phía bếp bà ba tiếng nhỏ tiếng to này ra nó xin đổi thế có chết không bà tuần trợn mắt há hốc mồm xanh tái mét mặt ôm đầu ngồi phịch xuống bà bà với ông phóng ghé mồm nhổ quết trầu rồi rón hai ngón tay lau môi chương mười hai nội trợ trời quang tạnh Ánh nắng vàng dịu của một buổi sáng mùa xuân Làm cho cảnh vật thêm hớn hở Ở chợ về dọc đường Minh thấy bọn học trò con gái Cấp sách đi nhà trường Nét mặt vui tươi Nàng chẳng nhớ lại ngày nàng còn đi dạy học Mà thở dài Từ ngày sinh từ chức giáo học đến nay Nàng lại sầu khổ bội phần Bà Tuần giao cho nàng việc bếp nước thay oanh Nàng phải vùi đầu vào công việc nhỏ nhen Để ý đến từng tí nước mắm xem xét cả cái lọ mẹ Nàng sinh ra đời chịu khó luyện tập tâm trí từ tấm bé Để lúc lớn làm việc ít cho xã hội Chứ không phải để rút vào bếp Nhìn bốn bức tường tối đen Làm việc không đáng làm Nàng oán con tạo éo le Đã phí người để nàng phải khổ Oanh đi lấy chồng Minh đỡ được một người thù địch Nhưng cũng vì Oanh đi lấy chồng Mà bà Tuần và nàng lại coi nhau như thù địch cấp hai Mẹ chồng nàng thì luôn luôn uống nắng nàng cho chóng vào khu phép Mà trái lại vì muốn trêu ngươi bà Nàng càng tỏ ý bướng bỉnh bất phục tòng Bởi vậy không ngày nào trong gia đình không xảy ra một tấn bi kịch còn con Nhất là từ ngày vắng oanh Bà thường than thở là nặng mình Và những khi oanh về chơi nhà Chẳng biết mẹ con thì thào cùng nhau những gì Mà bà ngồi một mình Bà rất buồn bã và hay cắt Lắm lúc Nàng thấy đối với sự đai nghiến dày vò Nàng trơ không cảm nữa Thật là chán ngán Quả vậy xử với con dâu Bà Tuần như không cần cả lẽ phải nữa Dù phải hay trái Hãy Minh làm là bà bắt bẻ liền Đến đổi một đôi khi Sanh cũng nhận thấy mẹ khắc nghiệt quá Và phải can ngăn Hình như bây giờ thấy con dâu hoàn toàn Phải sống gợi thác nhờ ở trong tay bà Thì bà càng hành hạ bắt nạt hết sức không trận mắng nàng dâu nào là bà quên không kể đến món ngót ba trăm mà bà phải bỏ ra để đền tiền ăn học của minh biết thớp rằng từ khi đi làm tới nay tuy tháng tháng có lương nhưng minh phải tiêu pha về việc nhà minh hoặc cưu mang cho họ hàng nên hiện nay minh chỉ còn hai bàn tay trắng bà tuần càng khinh bỉ và câm giận dữ bởi vậy nhiều lúc buồn rầu nghĩ đến tấm thân ỷ lại mình lấy làm nhục nhã quá Ngày mẹ chồng bắt nàng xin từ chức Nàng đã nhất định không nghe Mà đã có tư tưởng liều lĩnh Là quyết cứ đi làm Rồi sau muốn ra sao thì ra Nàng sẽ đối phó đến kỳ cùng Dù có phải ra tòa theo kiện ly dị Nàng cũng vui lòng Nhưng một mặt thiếm nàng Và cô nàng khuyên can Một mặt bà Tuần Bảo Xanh Làm giấy mạo ký tên nàng Rồi thân hành đi xin cho nàng được từ chức Còn cái tự do độc lập về kinh tế Nàng lại mất nốt Nàng thấy đời nàng không gọi là sống được nữa Nàng hoàn toàn làm nô lệ cho bà Tuần Nô lệ cả về vật chất lẫn về tinh thần Cho những cái cổ hủ Nàng lại lo cho em lãng Không biết lấy gì mà ăn học đến nơi đến chốn Cho mãi đến khi thiếm nàng Rủ được người thuê lại căn gác Nàng mới hơi yên tâm một chút Thỉnh thoảng được những ngày đi chợ một mình Nàng mới dám tạt qua về thăm nhà Hay đến chơi với Xuân nhưng mà đó chỉ là những dịp nàng được tự do tuôn nước mắt Trong cái hồ lệ bấy lâu phải đóng kín Thấy nói nhã hiện ở nhờ ở nhà một người bạn trên tam đảo Nàng càng buồn và tiếc dịp ở Vĩnh Yên Phần nhiều buổi sáng khác Nàng đi chợ sớm với con sen Tuy bà Tuần nói cho sang trọng là để nó đi cấp rổ hầu Nhưng nàng thì hiểu rằng nó đi làm mật thám Để lúc về thì làm chứng cho bà Tuần tin là Nàng không có la cà vào đâu không chào hỏi ai ở giữa đường và mua từng ấy thứ nàng đã tính tiền đúng. Lan Man nghĩ ngợi, mình về đến nhà lúc nào không biết. Theo lệ thường nàng đưa mẹ chồng trong qua loa những thức mới mùa để nghe dăm ba câu chê đắt hoặc của không tốt, rồi nàng đi đông gạo và làm đồ ăn. Nàng mới thật là đầu bếp ở nhà này, chứ những con vú, con sen, thằng xe chỉ là những tay sai rất đắc lực của anh, nhưng rất hờ hững của nàng. Nhiều bận thấy chúng chạy vướng cẳng mà nàng bực mình Không khiến chúng nó giúp việc nữa Mình buộc vặt áo sao lên trùm đầu cho đỡ tro bụi Rồi nàng rớm các bếp Nàng chịu khói đã hơi quen Không như lần đầu Nàng ngửi thấy suốt ngày áo và tóc nàng như ướp mùi khói khét Đứng bên bếp lửa một lúc Nàng thấy hai má nóng bừng bừng Móc túi lấy chiếc cương tròn ra soi Nàng thở dài tủm tỉm Hai má hồng này thật đã vô duyên Vô duyên Động nghĩ đến hai tiếng ấy là Mình nhớ ngay đến hai tiếng ly dị Ly dị cái chế độ cổ của gia đình Để sống cái đời rộng rãi tự do hơn Nàng cho rằng những cuộc xung đột hàng ngày này Là cái mầm của cuộc ly dị công nhiên chắc chắn sẽ xảy ra Vì bà Tuần không chịu nổi được nàng Nàng không chịu nổi được bà Tuần Rồi sao cũng có một ngày Người nọ phải ly dị người kia Chứ cái mới cái cũ không sao hợp tác được Bỗng bà Tuần thủng thẳng đi vào hỏi Hôm nay có những gì ăn thế hở mở Bẩm còn đĩa thịt đông hôm qua Hôm nay con chỉ nấu canh cần với bác thêm quả trứng thôi à Chú thích bác Tiếng địa phương miền Bắc Có nghĩa là đổ trứng hoặc chiên trứng Hết chú thích Thế khúc cá gì mờ để đâu Chúng nó ăn cả rồi Bà Tuần nhăn mặt Mở phí lắm Không biết tiếc của Đầy tớ thì cứ rưa với nước mắm Cũng có thể tải được hàng nồi cơm Cho chúng nó đồ ăn thì thích khẩu Chúng nó ăn biết thế nào là chừng Phải tặng tiền cho me mới được Tự nhiên mình đâm ra Nghi mẹ chồng nói đây mình Nàng lững lờ Ấn củi vào bếp Và liếc thấy bà mở cửa tủ đồ ăn ra Rồi kiển chân lên dòm vào Bà nghiêng cái bát con hỏi Bát gì từ bao giờ mà mợ không cho nó rửa đi thế Mình nhìn lại Có lẽ nàng quên không để ý đến Bà Tuần lặng lặng cầm cái bát Đến gần chùm múc nước rửa lấy Mình hiểu cả cái cách cử chỉ ấy Nhưng vờ không nâm thấy Bà Tuần thấy con dâu không trong Thì càng dội mạnh và suýt xoa kêu ré rầm rĩ Nhưng mình vẫn không quay ra Bà Tuần mở từng cái nắp liễn ra để hỏi Ngó vào vỏ muối Dơ chay nước mắm ra chỗ sáng Rồi tính từng ngày Mình cứ lạnh lùng làm việc mình Bà Tuần xem xét chán rồi lên nhà Mình trông theo căm tức Lắc đầu thở dài Nàng nhìn rổ rau cần xanh ngắt Nàng tiếc công nàng Nhiều khi đã cố hết sức làm đồ ăn cho ngon lành Mà không được cùng ngồi ăn với những người thân hơn Thành ra phí cả công đi mình bắt cái xanh lên bếp để xào thịt bò Mùi hành mỡ thơm tho làm cho nàng quên nỗi khó nhọc Rồi nàng xúc thịt và múc nước đổ vào xanh để nấu canh Bỗng nàng nghe thấy tiếng mẹ gọi Mình ướp vung lên xanh Chất thêm củi vào bếp Rồi chạy lên Nàng thấy mẹ đưa nói chuyện với một bà khách Đứng lại lắng tai nghe Nàng nhận ra tiếng bà huyện Là chị em họ với bà ba Mình vào cúi chào bà huyện Bà huyện khẽ gật để trả lời Bà Tuần hỏi Mợ có rỗi không thưa con đang dở tay được để mẹ bảo con sen xuống bếp trong cho bà tuần hỏi bà huyện thế bà xơi cơm ở đây với tôi thật nha đoạn đứng dậy bà lại gần minh nói thầm con chạy mau lên trên gác mở tráp tròn mẹ có một hào gói trong đạo bùa vàng vàng con lấy rồi bảo vú em đi mua thêm thịt quay nhé bà huyện cười Thôi gớm cụ đừng bày vẽ ra làm gì Cơm của cô giáo làm chắc rằng ngon lắm rồi còn gì Từ thuở bé tôi đã được nếm cơm của các bà ấy làm thế nào đâu Rồi bà huyện nhìn Minh như có ý mai mỉa Minh nóng tiếc đáp Thưa bà tôi mới học làm ăn Khéo đâu được bằng các tiểu thư của bà lớn Bà Tuần đưa mắt không bằng lòng Nhưng Minh lờ như không biết Nàng chạy lên gác Rất căm giận bà huyện Nàng đoán rằng rồi bữa cơm này Dù nó có rất ngon lành chăng nữa Sao bà huyện cũng nói đến suốt đời Bà sẽ lấy đó làm thí dụ Để mạt sát bọn gái mới Lúc nàng xuống bếp Xanh canh đã sôi sùng sục Nàng vội vàng thái và rửa rau cần Rồi trộn thịt và tra vào Con sen ngã mâm bát Nàng dọn các thứ đồ ăn Thấy ngon lành sạch sẽ Nàng mừng lắm Chú thích Ngã mâm bát Nghĩa là dọn mâm bát Hết chú thích nàng cho là sẽ được trả lời bà huyện một cách rất sâu sắc mâm cơm bưng lên bà huyện bà tuần sanh và minh cùng ngồi ăn bà tuần cười với bà huyện nói đùa cháu nó mới tập làm ăn có gì bà bỏ lỗi cho nhé bà huyện đáp cụ cứ dạy các cô ấy có học chắc là làm ăn khéo lắm minh tím mặt không đáp xới cơm cho mọi người bỗng bà tuần húp một thìa canh rồi ngớ mắt lên nhìn minh Nàng không hiểu chi cả Bà Tuần nói Chết chữa mợ cả Dạ mợ quen ăn thế này à Mình ngơ ngác nhìn bát canh Rau vừa tái còn xanh Nàng hỏi Bẩm me sao ạ à? Mợ à mợ nếm xem Mình cầm thìa nếm một tí Lạ quá Vị mặn chát làm nàng giật nảy mình Nàng cau đôi lông mì Nếm lượt nữa rồi tái mặt lại Bà Tuần nói cơm khách mà mở làm ăn thế này à Nói đoạn bà bỏ bát đũa Nhìn Minh mắng Mợ làm tôi xám cá mặt với bà Huyện Bà Huyện và Xanh cùng mỗi người nếm một thìa Bà Huyện bò ra cười nói Thôi được Chả có lại chê mở cả không mặn mà Mình đứng phát dậy Hầm hầm vào bếp Nàng lấy làm lạ Sao chính tay nàng nấu món canh này Đã cho rất vừa mắm muối Mà bây giờ nó mặn quá như thế tức là con người đã làm cho nó mặn thêm nàng tìm tòi nghĩ ngợi và xem xét cho nước mắm và giỏ muối nàng hiểu ngay nàng thấy muối vợi hẳn đi một nắm thì nàng không thể chịu tai tiếng trước mặt khả ố của bà huyện nàng quyết làm cho ra ngô ra khoai nàng đùng đùng gọi hết cả đầy tớ và hỏi xem đứa nào đã tai ác mà phản nàng nhưng ban nãy thằng xe thì đi vắng con vú thì ở trên gác nàng có biết chỉ có một mình con sen Nàng sực nghĩ ra lúc nàng lên gác lấy tiền thì bà Tuần sai con sen trong bếp. Nàng không nghi ngờ gì nữa. Ở nhà ngoài, bà Tuần đương làm rầm rĩ, mình cáo tiếc lôi tay con sen ra nói. "Bẩm mẹ, con xin chịu lỗi hết, nhưng con hãy xin mẹ xét lại. Chính con nấu nồi canh này thật, xong lúc con đang dở tay, mẹ bảo con lên gác lấy tiền thì con sen trong bếp cho con. Bây giờ bỗng xanh canh mặn như đốt mà muối thì rõ ràng mất hẳn một nắm." Thế thì không còn ngờ gì Chính con bé này đã phản con Nó vóc muối vào canh cho con phải mắng Con sen sợ hãi chối không Mình quắc mắt Mày chói à Mày tai ngược Rồi nói với mẹ Bẩm mẹ nay nó bỏ muối vào canh Mai kia nó bỏ thuốc độc vào đồ ăn cho cả nhà ăn phải Con xin phép mẹ cho con đánh nó một trận Con sen khóc lóc Con lầy mỡ Con có dám thế đâu Bà Tuần nhìn con sen trỏ tay quát Con kia Có thật mày hay không Bà cụ nói Thì cụ cứ để bà ấy đổ tội cho con sen cũng được Chứ làm sao Mình giận đầy hơi Nàng chạy vào bếp tìm cái roi Rồi đang lúc cấu Mình vút lấy vút để Con sen đào khóc lóc một mực chối Mình vừa đánh vừa nói Cho mày chừa cái thói điêu toa Cái thói phản chủ đi nhé Bà Tuần nhìn bà huyện và xanh rồi lắc đầu Thật là gai đĩ già mồm Con sen càng kêu gào Lại mở không phải con mình sổ ca tóc trỏ roi vào mặt nó Không phải mày thì còn đứa nào Con vú ở trên gác tao trông thấy Thằng xe kéo cậu đi Mày còn chối phải không Nói đoạn dơ rồi toàn đánh Con sen nằm co giúm người dơ tay đỡ Ôi con lại mở không phải con Con nói ra thì con chết mất Mình ngạc nhiên liền vụt luôn ba cái nữa Con sen kêu Ôi con van mở không phải con Mở tha cho con Thế thì ai Con sen nức nở Bấm mở con trông thấy cụ đấy ạ à. tức thì bà tuần nhảy chồm ra vô lấy mình giật lấy roi vụt lấy vụt để vào nàng a à, mợ hổn a à, mợ hổn con này mất dạy thật mày đánh nó thế là mày đánh tao mình giờ tay ra đỡ nhưng những ngọn roi đau quắn làm nàng ê cả mình mẩy tối cả mặt mũi bà huyện và xanh chạy lại ôm bà tuần mình kêu vô lý quá bà huyện xem có phải không bà tuần nói Tao không ngờ mày trở mặt con kia nha Nói đoạn bà lại xông vào mình Toan vụt nữa Rồi chửi âm ỉ Xanh giữ tay mẹ nói Con xin mẹ, như thế thì mẹ quá lắm Bà Tuần đang giận quát lớn À mày bên vợ mày Nói đoạn bà giãy bà huyện túm lấy tóc xanh, dằn xuống Và cứ lưng vụt mãi Tao đẻ ra mày để mày báo hiếu tao thế à Đồ mất dậy Mày bên vợ mày Bà Huyện ơi tôi nhục với bà Ôi ông Tuần ơi Rồi bà buông con ra Ngồi xếp bằng tròn xuống đất Ôm mặt còng lưng nức nở gào Ôi ông Tuần ơi Ông đi đâu ông bỏ tôi ngần ấy năm trời Tôi bơ vơ cực nhục một mình Ông ơi là ông ơi Để con dâu ông Nó đánh tôi Con trai ông nó bên vợ nó mắng tôi Xanh và mình cuốn quýt Sợ xanh mắt Bà huyện khuyên giải mãi Bà Tuần vắt nước mũi rồi thở ra mà nói Đây bà xem Đã cực nhục chưa Đẻ cho lắm vào Rồi chúng nó báo hiếu thế đây Rồi bà dúng người lên chồm chồm Quật hai tay xuống đất Để đánh nhịp với tiếng thét Coi vợ hơn mẹ Mẹ quá lắm À nó lại bảo thế à Rồi đùng đùng bà đứng dậy Vấn lại đầu Vừa khóc vừa nói dỗi Thôi có điều gì không nên không phải Ông bà cả tha lỗi cho tôi Bà Huyện nói Chết sao cụ dậy lẫn thế Không tôi ở nhờ nhà cậu mở ấy Bây giờ cậu mở ấy khôn lớn rồi Tôi đi đằng nào thì tôi đi Cậu mở ấy cần gì Sành nhăn nhó thưa Con lại mẹ con Không cậu có phải là con tôi đâu Tôi là con vú em của cậu Cậu ở kẻ nẻ chui ra Cậu là con nhà trời Cậu là con cô giáo Miên Mày là con cô giáo Miên Con Miên mới là mẹ mày Nói đoạn bà hung hăng cầm roi Vụt cả sành lẫn mình túi bụi Chương 13 Những cảnh khôi hài Bị xử tàn nhẫn Mình không ân hận nữa Nàng đùng đùng cấp ô đi Bà Tuần, bà Huyện và Xanh giữ lại thế nào Nàng cũng không ở Nàng đã định trước cả công việc nàng lại nhà xuân vay tiền rồi đi tuột đến phòng khám bệnh của một bác sĩ để xin cái giấy chứng nhận các thương tích nàng quyết làm ra to việc lấy được giấy nàng về nhà nàng để kể lại chuyện với thím nhân tiện xin phép thím cho nàng xử trí lại với mẹ chồng thấy mình khóc lóc vạch các vết thâm tím bà thím động lòng thương lắc đầu nói thím không ngờ bà ấy quá tệ nhưng mà chị à theo như gương cô chị nên nhẫn nại là hơn mình vẫn khóc cháu không thể nhẫn nại được phen này cháu đành liều bà thím dỗ dành chị thử nhẫn nại mà xem chỉ có nhẫn nại người ta mới có thể ở được với nhau bẩm thím cháu không thể ở với bà ấy nữa nhất là từ nay cả họ từ cháu bà thím cười thế sao người khác thì ở được với mẹ chồng vì người ta không biết giữ nhân cách người ta không biết tự trọng bà tuần coi cháu là thù địch thì thôi gì cháu nhận bà ấy là mẹ đời cháu từ khi lấy chồng thật là cực nhục đủ trăm chiều người ta ở đời ai chẳng muốn được sung sướng không được sung sướng thì ai thiết sống nữa chị không nên chán nản như thế cháu biết cháu khổ từ ngày mới ở nhà bước chân đi lấy chồng cháu là người có học biết nghĩ biết hoàn toàn theo mới thế mà cháu cứ phải chịu ép với cái chế độ của gia đình cổ thì người đời chỉ tổ cười cháu là mới mà không biết gì nghiêm trang bà thím đáp phải rồi cái mới chị cho là hơn cái cũ Chị không thể chịu ép dưới chế độ gia đình cũ Nhưng mẹ ngày xưa có mới đâu Thiếm có mới đâu Gia đình nhà ta có mới đâu Sao chị chịu được Chị phân biệt mới cũ Tôi cho là chị bắt chước những tiếng của người đời đặt ra Để tự tha lỗi cho chị Để chia rẽ với những người không cùng ý với chị Làm gì hai cái mới cũ Lại cách biệt xa xôi như chị tưởng tượng Mình yên lặng bà lại nói tiếp ở đời chỉ có lẽ phải mà thím xem chị hình như chỉ muốn sống lấy một mình nếu vậy còn gì là gia đình nữa còn ai thiết đến ai nữa thế ngộ muốn cần sự sung sướng cho mình mà me sống riêng đời me thím sống riêng đời thím chị sống riêng đời chị bà tuần sống riêng đời bà tuần thì ra tuốt cả ai ai cũng nghĩ đến sự ích kỷ nếu nhà ai cũng như thế thì còn gì là đời thím tưởng đã đành trần sống thì mình có những cái quyền tự nhiên nhưng vì mình cần chung đụng với người khác thì mình cũng nên hy sinh một tí quyền ấy cho mọi người mà có mất đi đâu vì mình được hưởng những quyền lợi to gấp mấy những người khác hy sinh cho mình sự sung sướng là do mình nghĩ ra mà thấy hình như đời bây giờ người ta cho sự sung sướng của bề ngoài là trọng thì phải mình không đáp nhưng không muốn nghe thím nàng nói cho nên thím khuyên chị nên trở về đằng bà tuần chỉ ăn ở lại với mẹ chồng với chồng tự khắc chị thấy được sung sướng cái sung sướng này là cái sung sướng cao thượng về tinh thần không tin lời thím chị thử đi hỏi những người đã đứng tuổi một tí dù về phái mới của chị cũng vậy xem người ta có nghĩ như thím không thưa thím cháu không thể trở về cái cổ hủ cháu sẽ nhờ pháp luật dắt cháu đi sang con đường quan bà thím trợn mắt Chị định đi kiện Vâng Này bà ấy đánh cháu thế này ắt mai bà ấy đánh cháu gấp đôi Để cháu cho bà ấy biết rằng Bà ấy là người mà cháu cũng là người Chứ không phải là súc vật ngu độn Hiện cháu đã có giấy thầy thuốc Bà thím vợ thương hại hỏi Đâu Cho thím xem giấy và giảng cho thím nghe Mình móc túi lấy giấy vừa đọc vừa cắt nghĩa Thì bà thím nhanh tay Giật phát tờ giấy vò nát và xé tan ra mình giận nhưng không dám nói Nàng chỉ đành ôm mặt khóc Bỗng xanh đến Xanh chào thím Mình tái mặt quay lưng đi vào nhà chồng. Xanh buồn bã bẽn lẽn nói Bẩm thím Mẹ cháu cho cháu đến đón nhà cháu về Mẹ cháu già hay trái lắm Nhờ thím dỗ dành khuyên bảo nhà cháu hộ Mình nghe thấy cả câu ấy Nàng giận đầy hơi Cái tấn kịch ban nãy lại hiện ra rõ rệt trước mắt nàng Nàng quay lại nói Tôi cần ở đằng này trong ít bữa Cậu về xin mẹ tha tội cho đứa con dâu bất hiếu của me Bà thím gắt Không thế được Chị cả Chị ra đây Mình sợ thím lững thững ra Đưa mắt nhìn chồng một cách căm hờn Bà thím nói Chị phải về đằng ấy Người lớn bảo thì phải nghe Trước mặt chồng Mình không dám cưỡng lời thím Nhưng nàng cứ nhất định không đi Bà thím nghiêm tra nhìn Minh Xanh dịu dàng dỗ Tôi chắc những chuyện đáng buồn như hôm nay không thể xảy ra lần thứ hai nữa Bà thiếm lại dục Những lời thiếm giảng giải cho chị từ ban nãy Chị không nghe hay sao Người ta xảy mẹ còn thiếm Bao giờ thiếm chết Chị muốn làm gì thì làm Mình cảm động Bất đắc dĩ nàng phải theo sanh về Đến nhà nàng không thấy mẹ chồng đâu Hỏi thì con vú nói bà ở trên gác Nói chuyện với cô đốc thẩm Nghe tin oanh về Mình lại thấy khó chịu Sanh mừng rỡ hỏi công vũ Cô đốc mới đến hay đã lâu Bấm cô vừa mới đến Sanh vội vàng lên gác Minh một mình ở trong buồn Nghĩ vẫn vơ Một lát nàng đến cầu thang Để lên sân gác xem lại mấy thứ phơi từ sáng Bỗng nàng đứng dừng Hình như oanh đang sụp xịt khóc Nàng ngạc nhiên Thì mẹ cứ kệ cho con mặc quần trắng Rẽ lệch với cạo răng có được không Đằng ấy người ta cho thế Con nghe mẹ thành ra con khổ Bà Tuần chép miệng Tào thay thê gớm lắm Đấy, mẹ trông như chị cả có gớm đâu Con chỉ đoán nhà con chơi bời Là vì con ăn mặc theo lối cổ Bà Tuần chán ngán Thôi, thê tùy cô Tôi không biết nữa Rồi lại đổ tại Nhưng Tào tức lắm Thê bà ấy bảo mày những gì Oanh đát Nào bà ấy có bảo Bà ấy chỉ giết móc Rồi bà ấy đánh đầu đưa anh xem chỗ nào đây này đây này minh càng ngạc nhiên lắc đầu cắn môi nghĩ ngợi bà tuần nói tao không ngờ con mẹ ấy lại lật lọng như thế nếu tao biết nó ác nghiệt với mày thì hoài con tao cũng không gả cho cái mặt thằng thẩm để hôm nào thằng thẩm đến đây tao bảo cho nó về dạy mẹ nó oanh nói như con thì công việc làm ăn còn bỡ ngỡ điều gì nữa nhưng khốn nỗi nhà ta làm một cách khác đằng ấy làm một cách khác làm không đúng với cách của người ta người ta cũng mắng xa mắng xôi những là không biết gì ở nhà không ai dạy sao mày không cãi vào mặt bà ấy có được không oanh lại khóc chỉ vì cãi mà hôm nay con mới phải trận đòn này được cứ ở nhà không về đằng ấy nữa xem chúng nó làm ra sao nào coi không có dâu già lại thành oan gia nhé Xanh hỏi nhưng mà anh xem thẩm nó thiệp đời biết điều lắm sao lại để cho bà ấy áp chế cô thế bà tuần cũng nói ừ sao thằng chồng mày nó ngu thế thân danh đã đổ đến đốc tờ mà để yên cho mẹ bắt nạt vợ quanh nói vâng nhà con thì thiệp đời biết điều thực thường vẫn viết báo bài xích những cái hũ cổ động cho người ta theo mới xanh đáp phải anh cũng xem bài ấy đang ở báo gì ấy rồi mà nhất là vẫn nhem nhèm công kích lối mẹ chồng nàng dâu, rồi khuyên người ta nên hoàn toàn theo mới, lìa bỏ gia đình cũ. Mình đứng nghe bất giác thở dài, bà Tuần hỏi: "Thế mấy lần mày bảo thì nó nói sao?" "Thưa mẹ bảo gì ạ? À? Bảo rằng không thể ở được với bà mẹ chồng ấy." "Thì thưa mẹ nhà con lại can." Mình bật cười, bà Tuần tức: "Thế nghĩa là thế nào, mặc kệ nó tao không thể nhịn được." Sanh nói Có lẽ rằng ấy họ chỉ có mục đích đào mỏ Vâng em cũng quá dại mà tin nhà em Thế bây giờ thẩm nó còn chơi bời không Quanh thở dài Vốn liếng của em me cho mang về Một tay nhà em tiêu hết cả Nay thỉnh thoảng vẫn còn dỗ dành em về nhà xin me thêm Bà Tuần cáu Có nửa đồng kém bà cũng không thí cho nữa Thế từ ngày nó đi làm đến nay Lương lậu lĩnh về nó không đưa cho mày đồng nào à Vâng Thì mê mệt với con gái nhảy Có bao nhiêu của vợ khuân đi cho nó Còn để nhà đồng nào đâu Sao mày không rình mà đánh cho hai đứa một trận Để rồi tao bảo thằng xe Cứ xông vào xé tan xé nát con đĩ ra Thì lần trước con đã nói chuyện với mẹ Là con đi theo nhà con Nhưng nhà con xui đẻ con thế nào Thành ra con phải chửi Lại được con văn cũng tai ngược đến điều Xanh hỏi vâng là em gái thảm đấy à oanh nức nở khóc vâng mình cảm động chặn tay lên ngực nàng lại lắng tai nghe oanh nói nó là hỗn láo là cái lối em chồng cậy mẹ yêu bắt nạt chị dâu bà tuần chán ngán đến lúc khôn thì đã chết rồi tao như mày nó hỏi tiền không đời nào tao đưa mà có đưa tao cũng đưa ít thôi Xanh nói bẩm mẹ Tại oanh nó không ngờ rằng chồng nó có nhân tình nhân ngãi Thì cứ tưởng chồng hỏi để giữ hộ Chứ ăn tiêu đã có lương Bà Tuần giận nói Lương quy hóa gì cái lương mới Ngót sáu chục đồng bạc Chứ to gì Xanh nói Coi không mà con đĩ nó cướp chồng đấy Cô mà không xử khéo Không làm cho chúng nó bỏ nhau thì khốn đấy Oanh khóc Mỗi lần con về Con lại làm cho me buồn Phải Tôi hay gắt cũng vì cô thế bây giờ cô định thế nào tùy mẹ đấy con chả biết làm thế nào được được không thể nhịn nữa bận sau hễ bà ấy có đánh mày cứ yên cho bà ấy đánh mày cãi phứa cho bà ấy đánh nhiều vào rồi về ngay đây bảo tao Xanh hỏi mẹ định làm gì bà tuần nói to tao cho nó đi lấy giấy đốc tờ rồi mất bao nhiêu tiền tao cũng cho nó theo kiện với mẹ chồng nó Bỗng anh ngăn Chết mẹ nói khẽ chứ Chị cả đâu hả anh Ở dưới nhà Mẹ nói khẽ kẹo chị ấy nghe thấy Rồi không khéo mình lại vạch đường cho chị ấy đi Mình thở dài Bà Tuần tức mắng xanh Để mặt nó Gọi nó về làm gì cho nó lên bộ Rồi nói nhanh liền với quanh Đi Mày bảo nó đi đâu Nó dám đời bỏ nhà này à Nó rời bỏ nhà này thì nó chết Tao chửi thế Tao đánh thế Chứ tao chửi tao đánh nữa Nó cũng không làm gì nổi tao Tao cứ thách cho mà đi kiện Quanh cười sung sướng Phải Còn đồng xu chết nào mà dám nghe Mình rung lên xám người lại Lấy bẫy rón rén xuống chân thang Vào buồn ôm mặt khóc Hết tập 5 Còn tiếp